Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Gucci. Hôm nay thì mình lên cho anh em tiếp tục hai con Amly, một con Amly Boston và một con Amly Nano Max. Rồi bây giờ mình quay từng món cho các bạn xem chi tiết rõ và test cái máy luôn ha. Là Boston Audio nè, BA1001. Con này cái men còn rất là đẹp, Echo 50195 luôn. Dòng này chúng ta quýnh được một cặp loa 20 hoặc là một cặp loa 25 ở hai tắc hoặc hai tắc gửi đơn, đánh gia đình nhỏ nhỏ xinh xinh chắc âm hay anh em. Đó, đây ghi Made in Korea luôn nè, chạy hai dòng điện ha. Hàng này là hàng Trung Quốc loại 1, hàng Trung Quốc nha anh em, nhưng mà làm với chất lượng linh kiện cũng rất là ok, ngon. Đây bây giờ mình sẽ quay bên trong cho anh em xem. Cấu hình con này chạy 4 sò lớn hai cánh như các dòng Amly 7 Hàn Quốc. Nhưng mà con này là hàng Trung Quốc, làm Trung Quốc nhái 11. Hầu như là giống 95%. Thì hiện tại con này là sử dụng tốt, men zin linh kiện còn rất là mới. Giá bán 1.800.000 đồng. Chạy hai dòng điện 110 và 220. Trên các bo mạch đều có cái con tem QC, QBAT nè, QC BAT nè, là tem kiểm định chất lượng ha. Thì hàng Trung Quốc này là người ta làm cũng rất là phải nói là linh kiện và cấu hình chất âm ra cũng khá là hay, 80 với 90 với những cái dòng mà xịn bãi luôn. Thì con này giá 1.800.000 nha anh em. Thì mạch công suất bao zin cho anh em, đây là sử dụng 4 sò lớn Toshiba, quýnh cặp bát 25 đổ về. Chúng ta có thể ghép những dòng loa xịn cho con này nữa hát cũng rất là hay nha. Tem VWAT VC đó. Và đặc biệt Echo huyền thoại 50195 ha, bạn thấy số này. Boston hàng có sao quay vậy, nói thông báo chính xác cho các bạn. Hình thức máy đẹp ha, xài socket cáp hết nè. Đây chung nháy 11. Rồi bây giờ lên nguồn test con Amly Boston Echo 50195 nè nè. Đó, mở nguồn lên đèn đỏ, chúng ta chờ vài giây nó tắt là được, là máy chúng ta ok rồi, dặn nhạc lên hát. Trung chép này, cái này mình chỉnh tắt ra là bo master 4 volume. Nghe tiếng nhạc âm thanh là tuyệt vời. Mình có thể quýnh một cặp bass 25 gia đình karaoke rất hay nha anh em. Rồi bây giờ tiếp mình sẽ test hoàn toàn echo tiếng karaoke cho các bạn nghe thử cái đây. Alo, con này tiếng Echo 50195 nên cái phần mà vang rất hay nha. Tiếng lặp lại rất là chuẩn, không bị méo tiếng nha. Mình alo như thế nào là nó lặp lại như thế đấy. Tiếng nhẹ bay bổng nghe anh em. Rồi mình sẽ nhả ra cái chức năng là CT. Lên 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 màu 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 màu. Hey 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 hey.
ba bù. Kế tiếp Nano Max 12 sò nha anh em. Hàng cũ đã qua sử dụng còn dùng tốt. Con này giá 850, 12 sò than, quýnh lo 3 tấc được nha. Đó, hình thức thì máy cũ đã qua sử dụng nhưng còn dùng tốt nè, tay nắm hơi xấu. Nghe nhạc karaoke bình thường. Chắc âm cũng rất là tốt. Công suất khá. Quýnh lo 25 30. Nano Max. Đây bên trong ống phô này là khoảng 18A 18A, một kênh chạy 6 con sò nhỏ, máy 12 sò, bo nguồn chúng ta 4 cái tụ lọc. Phần eco là IC0306 mid 4IC4558. Đó, hình thức máy bên trong cũng liền lạc đầy đủ đồ, 12 sò hát tốt, 850 nha em. Đây mở nguồn lên test nha em. Quên nãy mình quên nói con này cái phích dây điện thay là cái phích bình thường ha. Cái đầu nó tự nhiên bị gãy, mình thay là cái phích đó. Rồi, giờ sẽ lên nguồn và test cho các bạn nghe chắc âm con 12 sò Nano Max này. Đó, chúng ta mở lên vài giây là chuyển qua đèn xanh lá là ok ha. Đó, khi chuyển qua xanh lá thì nhạc mới ra được, rồi mình dặn nhạc lên. Có nút 3S ha, không có 3 lăng cân bằng thì mình so sánh hai cái đèn này. Alo 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 alo. Eco cũng rất nhẹ nghe anh em. Con này 8 xì rưỡi hát tốt, nghe nhạc karaoke là 2 mít luôn. Alo alo alo. Rồi, hay tình trạng máy hoạt động ok ngon lành, anh em cần alo mình qua số điện thoại góc bên trái màn hình nha mọi người. Hôm nay có hai con này thôi. Rồi, cảm ơn em đã xem video, nhớ hết thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình, thì có những clip mới thì mình sản phẩm mới là mình quay lên liền cho mọi người xem. Tham khảo ưng ý thì mọi người có thể liên hệ mình để chốt đơn quẹo lựa. Rồi cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha.